Okay, recording in progress now. So number one, tell me you choose, I have no money on me, right? That means I have no money at all, right? In my pocket. When I came across a nice shirt. So what does it mean, came across? Tell me. Came across. What does it mean? Can you explain this? Came across, có nghĩa là gì vậy con? À, dạ. Dạ là find something by chance. Find something by chance, right? Okay. Như vậy vậy ha. Khi mình làm bài đó con, thì có những cái từ ở trong bài là phrasal verb, là từ mới, có thể là những cái từ phái sinh. Trong đó cô giảng thì tụi con cũng ghi chú luôn nha, để cho mình nhớ bài. Như vậy thì cái bài này là giới từ là have something on, like especially money, đặc biệt là tiền bạc đó. Nhưng mà có một cái từ trong đây cô lưu ý là to come across something, thì bạn nói là find something by chance. Đấy, tình cờ thấy được cái gì đó. Đúng rồi. Okay, great. Now what about number two? He was happy to be. Yeah, among friends. Okay. Among friends again. Means with his friends, right? How can I? Okay, highlight this here. Among friends, to be with friends. Ở cùng với bạn của mình. Great. What about number three? Can you read the sentence, the whole sentence, please? The doctor was attending to the sick. Attend to. Right? What does it mean, attend to? To attend, like to attend a conference, là con gì? Tham dự, đúng không? Tham dự buổi họp. What about attend to? Especially somebody. To attend to somebody means. Means. À, cái này con không biết. À, con không biết sao con làm đúng hay vậy Thảo My? Dạ, tại con nghĩ là attend with to. À, attend with to hả? Con nghĩ là attend with to hả? Thì tức là nếu mình nói là attend conference là con nghĩ ban đầu là attend to a conference luôn hả con? Con biết là kiểu bình thường con hay làm, con nhớ vậy. À, ok. Vậy thì bây giờ mình nhớ lại nha. Mình nói lại nè, attend thì không phải lúc nào nó cũng đi với to đâu. Attend a conference, nó không có cái giới từ to ở giữa nè. Là tham dự một buổi họp. Nhưng mà khi con nói là attend to somebody, attend to the sick, có nghĩa là you take care, right? Chăm sóc. Take care the sick people. Yeah. All right, what about number four? Yeah. The teachers, 5 minutes later, the actor appeared in torn costume. Appear in torn costume. Not custom, costume, right? You can see here, costume, how do you spell costume? Right? Costume. So not like âm của từ này. Costume, the set of
clothes typical of a particular country or period of history. Costume, not custom. Yeah, là trang phục, a set of clothes. So appear in torn costume, right? Thì sao nó hiện lên suggestions ở đây là ai ghi lên hả mấy đứa? Sao nó hiện lên hay vậy? Nó tự hiện lên đó hả mấy đứa? Tụi con có thấy không? Tụi con có thấy cái màn hình nó hiện lên đúng không? Có. Dạ hay không? Tự hiện lên đáp án luôn. Vậy là tức khi mà tụi con làm, tụi con để vô nó có hiện lên không? Dạ có luôn. Trời ơi, mất bài của cô rồi. Nó hay dữ vậy ta. Rồi làm sao để quản lý cái vụ này bây giờ? Tự dưng nó hiện lên đáp án luôn rồi. Cái này thì không có hiện nè. Nhưng mà mấy cái này thì nó hiện đó. Biết không? Quá trời quá đất. Giờ là công nghệ nó đã làm thay con người hết rồi. Đúng không? Ôi, bán gói gió chéo. Nguyên hả Nguyên? Hay là tùy? Dạ. Yeah. Kim. Ok. Sao mắc cười quá ha. Nãy của thầy cũng hiện lên luôn. Làm sao để quản lý? Tức là khi mà cô cho bài thì cô sẽ chéo hết đúng không? Cô sẽ chéo để cho nó khỏi hiện đáp án cho mấy đứa làm. Má con không có. Ok. Rồi. Rồi, rồi. Câu số 5 nè. Câu số 5. Nhưng mà mình vấn đề là mình phải biết giải thích được lý do tại sao ha. Chứ mình làm mình dựa vào cái đáp án gợi ý sẵn hết trên rồi là kể như cuối cùng khi mình cho làm bài kiểm tra lại mình không nhớ gì hết thì cũng như không. Wow. All right, number 5, the teacher said with a smile. Which one? The last one, Thảo My ơi. Dạ là on. Okay, with a smile on one's face. Great. Nụ cười trên mặt. Cô đừng click vào khoảng trống ở giữa. Ừ đúng rồi, cô không click vào khoảng trống ở giữa. Nhưng mà ý cô nói là cô cho đề vậy mấy đứa làm cái mấy đứa coursework ở phía trên cái khoảng trống cái mấy đứa biết được đáp án đúng hết trơn là sao không? Vậy là hôm sau cô sẽ làm cách khác. Tìm cách cho mấy đứa không thấy được đáp án. Đặc biệt là trong lúc thi. Cô cancel cái chỉnh sửa. Rồi để hôm sau cancel cái chỉnh sửa. Rồi bây giờ sửa bài tiếp này không thôi không có thời gian. Number 6. Number 6. Ok, you volunteer. An Nhiên con. An Nhiên. Yeah, the hook on number 6. B. Can you read the whole sentence so I can check your pronunciation, please? 16 people showed up for volleyball training session. Okay, show up. What does it mean, show up? Show up to arrive somewhere in order to join a group of people. Okay, right? To be in somewhere, right? Arrive. Yeah. Arrive, you can say arrive in or arrive at some place, right? In order to join, like here, the training session, join something. Okay, great.
Nhiên ơi, continue to number 7. Never put off. All right. Never put off, right? What does it mean? Put off is means delay. Delay, right? Put off. Mấy câu đầu còn dễ, mấy câu sau cô tăng độ khó lên chút xíu đó. Now, number 8. Were you brought up in a city or in a country? Okay, to be brought up, to bring somebody up, right? So, somebody is brought up, right? Somebody is grow up. Brought up? Somewhere. Right? Được nuôi nấng, huh? What about number 9? Look on. Look on. Is it okay? Look on. Look on. Bạn nào có đáp án không? Look on. Look out. What? Không biết bạn nào nói đó. To look out. To look out means careful. What does it mean to look out? Đó lại là hai bạn giơ tay mà cô không biết bạn nào giơ tay. To look out means to watch out. Cẩn thận, coi chừng kìa. Có một cái hố to trước bạn đó. Các bạn look on nha. What about number 10? Your computer can sometimes get you down. To get somebody down means? To make somebody disappointed. To make somebody disappointed. Okay. Can you give me a synonym phrase or verb for get somebody down? No, I don't know. Okay. Anybody? Anybody else? A synonym for get somebody down. Let me down, right? Okay, great. Let somebody down. Đúng rồi. Let somebody down. Make somebody disappointed. Right? Okay. Now, what about 11? So, Nhiên. Thank you very much. Bạn Tuyền có đó thì Tuyền ơi, em nốt lại ha. Em tích vô cho những bạn mà có phát biểu á, mình tích vô một cái để làm điểm cộng ha Tuyền ha. Okay, now what about 11? 11 to 15. Thank you, Tuyền. You can 11 to 15, please. 11, I am not accustomed to speaking in public. Okay, great. I'm not accustomed to speaking. Remember, to here, do not goes with a verb, the infinitive, right? It is a preposition. To ở đây nó là một giới từ ha con ha, nên con phải điền một gerund verb in ở phía sau. Yeah, to be accustomed to speaking. Quen với. Can you give me other synonyms for be accustomed to?
You can say or you can type it down in the chat room here so people can see you. To be familiar with. To be familiar with. Okay. What about Zhao Yahui? To be used to be used to nha con. Chứ không có to used to không ha. To be used to plus. Okay. What about number 12? Number 12. We are looking for a medical scientist with an in-depth knowledge of toxicology to work for an innovative pharmaceutical company. All right. An in-depth knowledge of, remember, can you take note on the word in-depth here? I think that many of you, you know the word, you can spell it, and like you can read it well. However, when it comes to writing, for example, word form, then you usually write this word incorrectly, right? Là nhiều bạn á, là đọc được, đọc hiểu được, nhưng mà cuối cùng khi mà làm word form cái viết chữ depth này sai nè, nên con phải lưu ý con ghi lại ha. In depth viết theo thứ tự như thế này cho chính xác ha. In depth knowledge of something có nghĩa là gì nè? Hả Duy Khang ơi, in depth knowledge of something, to have an in depth là có kiến thức gì rất là sâu sắc về cái gì đó. Sâu rộng. Nhưng mà con hỏi một cái nè, knowledge có đếm được không? Knowledge không. Không đếm được, mà tại sao ở đây có âm vậy? Knowledge nó không có đếm được. Có kiến thức. Kiến thức thì đâu đếm được đâu, mà tại sao đây nó có ảnh ha? Dạ, cái này con không nhớ rõ. Đây chỉ là con có đi ngang qua một, con có thấy một câu giống như vậy nên con nhớ. À, thấy một câu giống vậy thì nói chung nó là cái fixed expression rồi ha. Nhưng mà mình có một cái cách lý giải là knowledge là uncountable noun nè. Nhưng mà khi qua cái expression này thì con phải thêm an vào. Vậy thường là khi con để một tính từ vào ở phía trước knowledge thì nó sẽ biến thành một cái countable, like an in-depth knowledge of, hay là a profound knowledge of, a profound knowledge of, là kiến thức rất là nhiều, kiến thức sâu rộng về cái gì. Nhớ ha. Knowledge không đếm được, uncountable, thì nó đứng một mình nó. Nhưng mà khi con cộng với lại một tính từ, nó đi theo những cái cụm expression như thế này, thì mình nên nhớ mình để cái an vào, hay là để vào cái này vào. Yeah. Rồi, okay. Oh, what about psychology? Psychology? Toxic adjective. And then here comes psychology, the noun. Kiến thức về cái gì vậy? Sex. Độc dược. Yeah, độc dược. Person, poisonous, toxic, poisonous, right? Toxic, độc, huh? Psychology is the science or the study of toxic, right? Là cái môn học về
đọc đọc dược cũng được, đọc dược. Great. All right. What about? Đọc lại từ này coi gì kha. Từ này con đọc sao nè? Dạ. Từ con này. Đọc lại cái từ nè. Dạ, innovative. Innovative. Right? Let us check. Coi coi dấu nhấn đúng không nha. Con đọc là innovative thì dấu nhấn là ở âm thứ ba đúng không? Innovative. Nhưng mà ở đây phiên âm con có thấy không? Là dấu nhấn là ở âm thứ nhất. Innovatory. Innovatory. Right? Sorry, innovative. Not tree. Còn ở đây innovatory. À, một từ khác là innovatory. UK also innovatory có nghĩa là cái từ này nó cũng có tính chất giống như vậy đó ha. Được dùng ở Anh. Innovatory. Innovative. So innovative có nghĩa là using new methods or ideas. Có những cái phát kiến, những cái ý kiến mới đó. Nên nói là innovative ideas or innovative methods. Rồi, với tôi đọc lại cho cô cái từ này nghe lại lần nữa xem. Với khi con đọc lớn lên cái từ này lại lần nữa cho cô nghe. Yeah, innovative. Hả? Cô chưa nghe rõ. Yeah, innovative. Innovative, innovative, nhấn âm một, nhấn âm một nha. Cô vẫn nghe âm ba. Đó. Innovative, nó không phải là inno, ô ở giữa mà là ơ. Innover này con thấy không? Ơ nè. Innovative, innovative, không phải là innovative, innovative, right? Okay. Now, great. What about number 13? Can you read the whole sentence, please? Emily, where are you? Many North American immigrants have sustained the traditions of their homeland. Sustain the traditions of their homelands. Is that right? Okay. Yeah. Đúng không? Bạn sustain có nghĩa là gì vậy con? Sustain có nghĩa là gì? Giữ gìn, duy trì. Vậy chứ retain thì sao? Retain means to keep, right? What about contain? What about contain, consist of? Consist of. Retain là keep, cũng là giữ luôn á. Sustain là duy trì. Nếu mình dịch ra tiếng Việt, contain là consist of, bao gồm. Còn attain. Đây, cô ghi ra rồi nè. Này, chắc mấy đứa chép lại coi kịp không? Attain. Attain có nghĩa là gì? Attain, succeed, right?
reach or succeed in doing something. Con attain là con đạt tới, đạt được. Reach or succeed in doing something nè. Ví dụ như là mình attain the highest grade. Đạt được cái điểm số cao nhất. Attain. Tính từ của nó là attainable. Alright, mấy cái chữ này nó cũng khác nhau bởi cái danh từ. Cái cấu tạo word form của danh từ nó cũng khác nhau luôn. Nên con khi con học, con ghi chú ra những cái từ này luôn nha. Ví dụ attain thì danh từ của nó là attainment. Attainable tính từ attainment. Nhưng mà khi đi qua được cái contain á. Contain này cũng có containment. Nhưng mà cái nghĩa nó khác. Con xem nè. Contain là nó có hai nghĩa. Tôi quét ra cho con cho nó dễ thấy. Contain, have something inside là cái chứa đựng thôi. Ví dụ như là this can contains water. Còn cái nghĩa thứ hai là control. Ví dụ mình nói là to contain the illness, có nghĩa là control the illness. Và contain mà contain nó là danh, nó nghĩa là have something inside đó. Thì con không có cấu tạo cái danh từ giống ở trên được. Mà cái containment đó, nó mang cái nghĩa hai thôi, chứ nó không phải là mang cái nghĩa đầu. Containment là có nghĩa là the controlling of something, sự kiểm soát cái gì đó. Đúng không? Containment là danh từ của contain, nhưng mà nó không có mang cái ý nghĩa là số 1. Nó không có nghĩa là có chứa đựng cái gì, mà nó mang ý nghĩa thứ hai là control thôi. Để mình phân tích ra từ từ để xem mình chọn cái nào cho nó đúng nhất nha. Retain. Danh từ của nó là retention. Retain, danh từ là retention. Retain có nghĩa là keep or continue to have something. Là giữ. Cũng có nghĩa là giữ gìn luôn á. Giữ gìn. Tiếp tục. Giữ cái gì đã. Ví dụ như là retain facts, retain dignity. What is it, dignity? Dignity là gì con biết không? Dignity. Giá. Giữ lại những cái thông tin, giữ lại phẩm giá, phẩm hạnh của mình. Đó. Còn sustain. Sustain có nghĩa là allow something to continue for a period of time. Vậy thì nó có khác gì với lại retain? Retain, keep or continue to have something. Còn cái sustain là allow something to continue for a period of time. Là cho phép cái gì đó nó tiếp tục, kéo dài. Đúng không? Như vậy hai cái từ này nó rất là giống nhau nè. Vậy mình phải coi cái collocation á. Cái từ này nó đi được với từ kia nhưng mà nó không có đi được với lại từ. Ở chỗ này đáp án của mình là retain. Retain the tradition. Đối với cái truyền thống hay là đối với văn hóa, nó là retain traditional culture, retain the traditions of. Đối với cái truyền thống văn hóa thì con sử dụng là retain, chứ con không sử dụng là sustain. Okay, mình coi cái sustain nó đi với từ gì. Sustain nó cũng có nghĩa là duy trì đó. Nhưng mà nó duy trì cái gì? Sustain nó duy trì cái gì? Sustain growth nè. Sustain relationship. Vậy thì mình bắt buộc mình phải học cái collocation. Cái cụm nó đi kèm với nó luôn. Mình phải ghi ra luôn. Như retain. Con cứ viết lại retain. Retain dignity, retain culture, retain tradition. Nhưng mà đi qua tới sustain thì con ghi là sustain growth, duy trì cái sự phát triển, duy trì mối quan hệ nè, sustain relationships, sustain. Nghĩa thứ ba là sustain. Thôi mình học một nghĩa thôi cho nó nhớ lâu. Đừng học cái nghĩa sustain the lawyer's objection là gì. Sustain là nó mang cái nghĩa là duy trì mối quan hệ, duy trì sự phát triển lâu dài của cái gì đó thì con dùng cái sustain. Được không?
hay là keep alive, giữ cho nó còn sống, giữ sống còn, sustain a large population. Rồi, ghi vào cho cô những cái cụm đó ha. Để cô ghi nè, sustain gì? Growth, relationship, sustain the population, giống như là mình nuôi sống the population. Okay. Rồi, danh từ của nó nè, sustainability, tính từ sustainable. Danh từ, một danh từ nữa. Cái danh từ nào mà tận cùng là ability, là cái khả năng rồi, không? Là khả năng có thể duy trì được cái gì đó, sự duy trì, khả năng duy trì được cái gì. Còn cái sustainance thì nó mang nghĩa là food, là đồ ăn nói chung đó. Tại vì mình có là sustain the population, là nuôi dưỡng được cái cộng đồng, chẳng hạn cái dân số, thì mình có cái danh từ là sustenance, là thức ăn, đồ ăn, thức uống để nuôi dưỡng cái dân cư, nó nuôi dưỡng cái đó, sustenance. Ok, được không mấy đứa? Được không nè? Có gì thắc mắc không? So far so good. Okay. Sustenance. Sustenance. Bác cô viết lại cái pronunciation đó nha. Sustenance. Cô sẽ gửi cái file này lại sau nha. Rồi, number. I'm sorry. Đây, sửa bài tiếp. Cô ghi lại này, sustain, growth, right. Rồi, tới câu số 14. Câu số 14, con. He found time. He found time too. Yes, he found time to dash off a quick memo informing the staff about the time and date of the meeting. Okay, dash off nghĩa là gì con? Yeah, like ghi nhanh. To write something quickly. Without much effort. To dash off. Memo. Memo là cái tờ ghi chú. Một cái bản ghi chú. So dash off là viết nhanh, còn write off, to write off. What does it mean to write off? Này cô ghi qua luôn, cho dễ nhớ. Viết ra nhiều quá. Write off, nó có bao nhiêu nghĩa? Nó vừa là động từ, mà khi con để cái dấu ở giữa, cho dash ở giữa, thì nó trở thành danh từ. À, cái này không biết có nhớ nổi không nè. Cô cắt ra cho dễ nhớ nha. Write off có nghĩa là
Ví dụ như con thấy là cái đó không có quan trọng hay là không có đáng để mình chú ý nữa, mình write off, không phải là kill somebody đâu nha. Right? He thought the teacher had written him off. Là ông ta nghĩ rằng giáo viên không có quan tâm chú ý ông ta nữa. Write somebody off là không có chú ý ai nữa. Write off is a noun, danh từ. A period of time when you fail to do something. Khoảng thời gian mà mình không có làm được cái gì. Hay là nghĩa thứ hai, a write-off là a damaged vehicle. Spin-off to create something new based on something else that already exists. Không phát triển cái gì đó mới đó, dựa vào những cái cũ là spin-off. Và to bring off là succeed in doing something difficult. Con thành công, bring out something thành công, làm cái gì đó thành công ha, mặc dù là nó khó. Rồi câu số 15. Are you there? 15 C, Julia always goes out of her way to help people. She's so kind-hearted. Okay, goes out of her way to help people. What does it mean to go out of one's way to do something? To make special effort to do something. Make an effort to do something. To go out of one's way. Make an effort to do something. Okay. Là cố gắng để làm cái gì đó. What about keeps a low profile? Keep a low profile. Rồi để cô ghi ra. Keep a low profile is more possible. Keep a low profile. Keep a low profile có nghĩa là try to stop somebody from noticing you. Ví dụ như là con vào lớp học, con im vậy đó. Dù cô không có gọi là coi như mình im luôn suốt từ đầu tới cuối á. Đó gọi là try to stop somebody from noticing you. Không có muốn người ai cho ai chú ý mình hết. Và keep a low profile. Để ở đây mình có keep a low profile không? Julia always keep a low profile to help people. Đâu có nghĩa đó đúng không? Đúng không nhỉ? Tức là cô ấy cố gắng để giúp đỡ mọi người đó. Goes out of her way to do something to help people. Come to pass means to happen. It came to pass that their love for each other grew and grew. She keeps a low profile to help people. Làm việc âm thầm, giúp người khác một âm thầm. Nhưng mà cái nghĩa của nó không có support cho cái nghĩa đó đâu. Ví dụ con nói là she's a kind-hearted, thì cô ấy rất là tốt bụng, là cô ấy luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người, đúng không? Còn ví dụ con nói là cô ấy âm thầm giúp đỡ người khác, thì cái câu ở phía sau nó phải nói là cô ấy luôn âm thầm giúp đỡ người khác. Rồi cô ấy không có vỗ một xưng tên, hay là cô ấy không có muốn làm người ta chú ý tới mình đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái câu thứ nào này con. Cái câu này mình học keep a low profile to help people. Okay, come to pass.
Ở đây con có thể nói là it happens that their love for each other grew in group. Happen, come to pass có nghĩa là happen. It happens that. Đây con thấy là go out of one's way này, try hard to do something to help people. Rồi từ này có học được từ này cho cô không? Từ này hay là anh có học được từ này không? Bạn nào đọc được từ này cho cô? A friend that you like a lot and have a close relationship with. Ai đọc được từ này cho cô không? A bosom friend. Mình không có check cái từ đó riêng biệt ha. A bosom friend. Đó là bosom. Bosom friend là a friend you like a lot. A bosom friend. Con không đọc là bosom. Yeah. Bosom. With the Z, right in the middle, bosom friend. Yeah. Okay, number six. Number six, 16 cho đến 20 bạn nào? 16 cho đến 20. Các bạn nào xung phong không? Nãy giờ ngủ hụt hết chưa? Mười sáu đến hai mươi đây con. Con nhớ take note lại nha. Ok, Minh Khánh con. Dạ, câu 16A. Ê, con đọc hết cả câu để cô kiểm tra pronunciation nữa hả? To be perfectly frank, I think they've ruined the appearance of the building by painting it. All right, perfectly frank. Very good. What about this word? Đi thì ra. Con đọc từ này như thế nào? Từ đi nè. Yes, superbly. What? Superbly. Superbly. Superb. Nhấn âm mấy? Nhấn âm mấy? Dạ, âm 1. Âm 1. Âm 2 nè, không? Có thấy không? Superb. Này là âm ơ dài á. Su nè. Superb. Superbly. Superb. Excellent. Of excellent quality. Very great. Rất là tuyệt vời luôn á. Excellent. So superbly là excellently. Right? Nhưng mà collocation ở đây mình nói là to be perfectly frank. Nhưng mình không nói là superbly frank được. What about 17? Don't judge people on? Don't judge people on first impressions. Okay, on first impression. Đừng trông mặt là bất hình dung đúng không? Don't judge people on first impression. What about preliminary? Preliminary con sử dụng khi nào? Okay, first give me a synonym for first impression here. Ngoài cái từ first impression ở đây con có thể dùng từ khác để thay thế cái first này thì con sử dụng từ nào? First impression. Còn từ gì khác nữa để con thay thế cho first ở chỗ này? Không dùng opening, preliminary hay là starting, mặc dù nó cũng mang cái nghĩa là đầu, trước tiên. Nhưng mà mình có thể sử dụng từ nào khác nữa ở chỗ này, các bạn nào biết không?
guys. Thì có ra được cái từ nào khác chỗ này không? On first impression thì là on gì? On first look. On first look. Không, ý cô nói là thay thế cho cái từ first. Can you use other words as substitute for first here? Like từ nào đó cũng mang cái nghĩa là đầu tiên. Từ nào nó mang cái nghĩa đầu tiên nữa. Mà nó không phải là opening, starting, hay là preliminary. Ý. Initial. Early không được không? On early impression không được nha. On initial impression được. Initial là mang cái nghĩa là trước tiên luôn á. Vậy là mình có preliminary cũng trước tiên. Initial cũng là đầu tiên. Initial còn có mang cái nghĩa là danh từ đó, là your initials, là your, the first word in your name, the initial, like T, Trung, the T is the initial, right? Đó. Là chữ cái đầu á, initial. Rồi, vậy thì mình sẽ sử dụng những cái từ này là first, initial, hay preliminary như thế nào? Preliminary thì con đi với là từ gì? Ai biết preliminary đi với gì không? Ai biết không? Preliminary. What? Preliminary result. Là cái kết quả ban đầu. Findings. Như vậy có biết không? Không biết có nhớ không? Đó. Dù con nói là preliminary finding shows that the vaccine is effective. Show that the vaccine là những cái kết quả ban đầu thì cho thấy rằng cái vaccine đó nó thành công, is effective, right? Right. Initial, con có thể nói là ngoài initial impression ra, con có thể nói là initial surprise, initial diagnosis. Cái initial report cũng khó nhớ. Mà mình nhớ là preliminary result, really nó có gì liên quan tới cái kết quả đó, con sử dụng preliminary ha. Ok, 18. Yeah, 18 C. C. Blonde hair. Ok. Blonde hair, tóc vàng hoe đúng không? Ồ, nhưng mà yellow hair được không? Con có thể phân biệt được cho cô yellow hair, thực ra là yellow hair cũng được đó. Là yellow hair là tóc kiểu mình nhuộm vàng luôn á, vàng khè luôn á, là yellow hair. Thực ra bởi vậy ở đây cô có thể để hai đáp án. Tóc không nhuộm vàng, còn ở đây cô sẽ thêm vô là when he was born để phân biệt. Thì mình sẽ chọn cái blonde hair là tóc kiểu mà tóc vàng hoe. Vàng hoe là kiểu naturally ha. Còn yellow là khi con nhuộm nó vàng khè luôn thì yellow. Right? Rồi 19. Yeah, 19 B. Okay. Pale hair. Pale hair sao cô chưa nghe bao giờ ta? Pale là cái kiểu giống như là vàng vọt không? Vàng vọt thì kiểu giống như màu da của con á, mà nó vàng vọt. Pale. Cô không thấy con, không thấy pale hair nha. Không thấy pale hair. Còn faded, faded là kiểu giống như cái hoa mà nó ủ rũ á, nó rũ xuống, like a flower fade. Câu số 19.
Dạ, 19B. B. All right. Fair complexion là nước da gì vậy con? Nước da gì? Có bấm ảnh được. Nước da gì? Complexion nước da gì? Câu số 18 là mình sẽ bỏ đi cái yellow này. Bởi vì khi cô thấy trong cái nghĩa là when he was born á, thì nó không có sử dụng yellow này được. Còn câu số 19, nước da nó sao mà nó fair? Yeah, fair. Pale skin. Fair skin. Hair skin. Trắng chịu. Nước da đó sao không? Da trắng. Da trắng. I'm sorry, fair complexion. Hair complexion. Trắng mà kiểu hơi vàng vọt tí cũng không? Hair complexion được. Yellow complexion luôn hả Hoàng Minh Quân? Không có yellow complexion. Okay. Nhưng mà ở đây là mình fair hair mình có không? Fair hair có không? Có nha. Có fair hair nè, có blonde hair nè. Đó. Vậy thì cái fair này nó có thể đi với lại cả cái hair, cả cái like complexions luôn. À. Nhưng mà blonde thì chỉ đi với hair thôi, chứ không đi với lại cái complexions. À, câu số 20, our school is very, này chắc dễ rồi đúng không? Từ này dễ rồi đúng không? Tiếp đi con. Dạ, yeah, A. Ai, good looking hả con? Câu 20 á, là coi chừng đọc lộn nha. Dạ, 20 là đi. Đi. Scenic. Scenic là đẹp, mà đẹp theo cái đẹp á. Là scenic. Building thì nó đâu có scenic. Building nó không có cảnh đẹp. À, dramatic. Dramatic là giống như là một cái sự kiện gì đó. Nó dramatic. Còn ở đây, good looking là dành cho người. Thì có attractive building nha. Mình không nói là good looking hay là scenic building nữa. Attractive building. Okay, 21 to 25. Câu số 21 cho đến 25 làm luôn đi hả? Hay là muốn ăn cơm giờ này không? Đói bụng chưa? Làm luôn cái này luôn ha. Rồi câu 21 cho đến 25 các bạn nào làm không? Xung phong không? Xung phong đi con, được cộng điểm kìa. Ai xung phong không? Hôm sau mình vô lớp là mình cố gắng mình bật cam lên nha để cô biết là con đang ở đó. Chứ không phải là đang nằm ngủ. Bạn nào xung phong không? Không xung phong cô gọi nha. Như Phương ơi. Như cô Phương, hôm nãy cô đâu có dạng làm câu này đâu cô. À, không có dạng làm, bây giờ sửa luôn đây. Con đâu có biết gì đâu. Đâu đó. Ngồi đó. Có cái dictionary sẵn ở trên rồi nè. Hay là nãy giờ ngồi chơi game. No,
cô đang từ điển là thứ mà tra thôi à. Đó, từ vựng mà làm luôn không mấy đứa hay muốn off. Bây giờ muốn off không thì cho về nhà tự làm à, vậy là trời ơi sao mà nhiều quá vậy. Cô định đó là một buổi là mình sẽ sửa hết bao nhiêu nè, thì mình sẽ làm qua Google Form và sẽ làm rất là nhanh. Con cứ click vào ra đáp án rồi cô sửa nhanh lắm. Và bây giờ không có thì mình sẽ sửa từng một như vậy nè. Nó sẽ lâu hơn nhưng mà sẽ chắc hơn. Rồi thôi, làm 20 câu vậy được rồi. Hôm sau sửa tiếp nha. Nhưng mà con cố gắng khi con làm đó là con phải tra từ điển ra từng từ. Rồi mình ghi chú lại để mình học ha. Đó, bite the bait, rise to the bait, eat the bait, catch the bait. Mình coi coi từ nào nó có nghĩa như thế nào. Nó phù hợp không với cái hoàn cảnh, cái ngữ cảnh như thế này. Được chưa? Cô ơi là homework hết 6 trang luôn đúng không cô? Homework hết 6 trang. Homework. Thôi cho con homework bài reading thôi được không? Cho homework bài reading. Nha. Yeah. Cho homework bài reading thôi nha. Còn những bài khác thì con cứ làm đi rồi cô sửa. Để cô sửa cho nó nhanh. Cái bài 2 này nè. Nó là gọi là những từ nó hay đi theo cặp với nhau á. Thì con sẽ dựa vào những cụm này hoặc là con có thể tra được Google là nó ra don't and. Thì những cái từ này nó sẽ đi thô đôi theo từng cặp. Thì những từ nào nó sẽ nan với vậy á, nó sẽ đi theo cái cặp ở trong này. Đó, nó sẽ giúp cho con là khi con làm bài thì con biết được những cụm này rồi thì con làm bài con đọc là rất là nhanh. Ví dụ don't thì cái từ nào nó cũng na ná lại don't thì nó đi với nó. Don't và gì nữa? Các ai biết không? Buồn tẻ đỡ ngạc. Minh Khánh, Giao Huy, ok, don't and boring. Đúng rồi. Đúng không? Thì câu số 2, các ai biết không? Neat. Gọn gàng, ngăn nắp. Neat and tidy, dễ không? Neat and tidy. Vậy mình cứ nhẩm học là dull and boring, neat and tidy. Là được. Or safe and. What about safe and? Safe and undangerous, không có. Safe and sound. Là về nhà một cách an toàn đó. Safe and sound. What about number 4? Bored and free, bored and. Cái này chắc phải ra từ điển mà mới ra. Chứ không phải tự nhiên mà ra được. Bored and sheep không có. Bored and. Đây là chỗ ăn ở. Lodging. Đúng rồi. Chỗ ăn ở đó. Đã được cung cấp cho tình nguyện viên. Onboard and lodging. Bed and. Ngủ. À, khi mà mình muốn phòng khách sạn chẳng hạn. Thì mình ngủ rồi sáng ra. Mình được ăn sáng luôn á. Thì là bed and. Breakfast. Okay. Rồi. Tôi không có thích nhạc đồng quê. Nhạc đồng quê thì mình cứ nói là folk music, đúng không? Folk music. Nhưng mà đây là nhạc đồng quê mà ở, nếu mà ở Mỹ thì con thấy ở vùng nào? Đó là nhạc đồng quê. À, western, như vậy là country and western music. Ok. Dễ ha. Rồi những từ khác, những cái cụm từ khác là làm nha. Đây, bây giờ cô stop recording ở chỗ nào ta? Đây, stop recording. Want to stop? Okay.